Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một con cái sinh chữa và một bộ miên con được xin các bạn. Đây là cái sinh chữa nè, rúng nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, lưng thẳng, sái tích nghiêm chỉnh, rúng yếm nó nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng nè hoàn thiện hết các bạn, đều là móng sò hết các bạn, đều là móng sò hết, rúng nè, đỏ eo, không lan giá, lưng thẳng, yếm dày, sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Con này chữa 4 tháng rưỡi các bạn, chữa xin 4 tháng rưỡi, chữa xin 4 tháng rưỡi, cao 1m23 bò, giá 30 triệu các bạn, giá 30 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, các bạn thấy không, yếm dày cui các bạn, mặt gu, sái tích nghiêm chỉnh. Đó, hình các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, sẽ mặt, sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn, mẫu Mumbai các bạn ơi. Xin tơ nha, ôm chữa lúc đầu tiên luôn các bạn, xin tơ ôm chữa lúc đầu tiên luôn. Cao 1m23 bò, giá 30 triệu các bạn, chữa 4 tháng rưỡi, chữa xin 4 tháng rưỡi, bao chữa bao khám các bạn, giá 30 triệu. Rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn, không lăn giá hết, quyền bò các bạn, mẫu Mumbai nha các bạn. Đó, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn, rúng nè, lông đuôi 100, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, giá 30 triệu. Còn đây bộ mẹ con được xin nè các bạn, bộ mẹ con được xin, mẹ xin vẫn được xin các bạn. Đó, bò mẹ cao 1m23 bò, vẫn được xin được 1m bò các bạn. Chân móng hai mẹ con thì hoàn thiện hết, mẹ cao 1m23, gác lọc xin được 28 ngày các bạn, gác lọc xin được 28 ngày. Bò mẹ con này thì chủ báo giá là 34 triệu bạn, 34 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, bà mẹ vẫn được xin là lứa đầu tiên luôn nha các bạn. Bà mẹ vẫn được xin là lứa đầu tiên luôn. Bà mẹ nè, rúng nè, rúng yếm luôn nghiêm chỉnh các bạn, đo eo không lan giá, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Bà mẹ sái tích nghiêm chỉnh hết, được xin cũng vậy luôn các bạn, được xin cũng sái tích nghiêm chỉnh luôn các bạn. Mẹ gác nọc xin được 28 ngày các bạn, 28 ngày. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, được xin các bạn không, đòn dài gu bạc, sái tích nghiêm chỉnh, cao gần mét bò, cao gần mét bò các bạn, giá 34 triệu bộ mẹ con này các bạn, 34 triệu. Mẹ đúng mẫu Mumbai luôn các bạn, xin sái tích nè, sẽ mặt, sẽ lưng luôn nghiêm chỉnh hết các bạn. Đòn thì dài, đòn thì dài, giá 34 triệu các bạn. Mẹ gắt nọc được 28 ngày các bạn, mẹ gắt nọc xin được 28 ngày, mẹ đúng mẫu Mumbai luôn các bạn, không bầu sữa hết biết luôn các bạn. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Được xin nè, cao gần mét bò các bạn, xương thịt cộm, sái tích nghiêm chỉnh, bò mẹ gác lọc được 28 ngày, gác lọc xin nha các bạn, gác lọc xin trắng bàn nha, được 28 ngày nha các bạn. Mẹ cao 1m23 bò, đúng mẫu Mumbai, vẫn được xin đứa đầu tiên, giá 34 triệu các bạn, giá 34 triệu. Giá 34 triệu. Được xin sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, được xin sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, bốn vú đều hết, cái bầu sữa hết biết luôn các bạn không. Còn cái sinh tơ chủ báo giá là 30 triệu các bạn, 30 triệu, cao 1m23 bò, chữa 4 tháng rưỡi, xin giá 30 triệu.
Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin báo giá lại là một con cái xin chữa chủ báo giá là 30 triệu, bộ miên con được xin chủ báo giá là 34 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.